những bông hồng gai bên cạnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ai? Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là vị lãnh đạo doanh nghiệp thường chọn mặt gửi vàng vào những nữ tướng khi giao cho họ các trọng trách quan trọng trong hệ sinh thái Vingroup. Nhiều người ví von những nữ tướng của ông như những bông hồng gai, vừa xinh đẹp, vừa sắc sảo và bản lĩnh. Đưa yêu cầu thì phụ nữ đưa yêu cầu tốt hơn. Phụ nữ đòi hỏi tốt hơn anh em mình. Ví dụ tài chính, kế toán, pháp lý, kinh doanh là thế mạnh của phụ nữ. Cho nên đương nhiên những vị trí đó bao giờ chúng tôi cũng bổ nhiệm phụ nữ. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng từng lý giải vai trò của phụ nữ trong điều hành tại tập đoàn Vingroup. Vị tỷ phú cũng không phủ nhận chính là việc phụ nữ ổn định, chăm chỉ, chỉn chu hơn nam giới. Ở các cương vị như các cấp phó hay các nhà quản trị thì rõ ràng nữ tốt hơn. Ở Vingroup nam nữ đều đúng và đủ vào các vị trí cần của mình. Tôi chẳng bổ nhiệm vị nữ nào vào vị trí công việc của nam và ngược lại nam cũng khó giành được chân của nữ, chủ tịch Vingroup nhấn mạnh. Chính vì lẽ vậy xung quanh chủ tịch Phạm Nhật Vượng không thiếu những nữ tướng vừa tài năng vừa xinh đẹp giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Vingroup. Họ là ai và giàu cỡ nào? 1. Phu nhân chủ tịch kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Thu Hương. Bà Phạm Thu Hương sinh ngày 14 tháng 6 năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Nữ doanh nhân có bằng cử nhân luật quốc tế tại Ukraine và cũng giống như chồng mình. Trong khoảng thời gian đi du học, bà Phạm Thu Hương làm quen với ông Phạm Nhật Vượng thông qua các nhóm du học sinh ở Moscow, sau đó họ yêu nhau và kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, bà Hương không quay về nước mà cùng chồng ở lại Moscow để lập nghiệp. Bà Phạm Thu Hương hiện giữ vị trí phó chủ tịch tập đoàn Vingroup, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Vincom Retail. Hiện bà Thu Hương nắm giữ khoảng 170 triệu cổ phiếu VIX, 4,45% cổ phần, tương đương khoảng 14.340 tỷ đồng tại thời điểm năm 2022. 2. Phó chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Thu Hằng. Bà Phạm Thúy Hằng sinh năm 1974 và là em gái của bà Phạm Thu Hương. Vị nữ phó chủ tịch này tốt nghiệp ngành ngoại ngữ và cổ đông của công ty Technocom Ukraine. Thuộc tập đoàn Technocom, nay là tập đoàn Vingroup từ những năm 1998. Bà Hằng làm phó chủ tịch tập đoàn Vingroup từ tháng 11 năm 2011 và hiện sở hữu 2,97% cổ phần, tương đương khối tài sản 8.909 tỷ đồng tính tại thời điểm năm 2022. 3. Phó chủ tịch tập đoàn Nguyễn Diệu Linh. Bà Nguyễn Diệu Linh sinh ngày 14 tháng 5 năm 1974. Trước khi giữ ghế chủ tịch Vinhome, bà Nguyễn Diệu Linh là phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vinhome. Bà Nguyễn Diệu Linh đầu quân cho Vingroup từ năm 2005. Vị nữ phó chủ tịch tập đoàn Vingroup có trình độ cử nhân ngoại ngữ và cử nhân luật. Hiện bà Linh còn giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty kinh doanh và quản lý bất động sản Vinhome. Công ty kinh doanh và quản lý bất động sản Vinhome, công ty Vincom Office. Bà Linh sở hữu 231.742 cổ phiếu VIX, tương đương 18,2 tỷ đồng. Vị nữ phó chủ tịch tập đoàn còn đại diện cho Vingroup sở hữu 26,79% cổ phần Vinhome, tương đương 88,893 tỷ đồng. 4. Phó tổng giám đốc Mai Hương Nội. Giữ vị trí phó tổng giám đốc Vingroup cũng có hai nữ tướng. Phó tổng giám đốc Mai Hương Nội đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của một loạt công ty khác như Vinpearl Đà Nẵng, Vinpearl Nha Trang, công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vai. Bà Hương Nội vốn là kế toán viên sở Bưu điện Hà Nội. Đến năm 2006, bà Nội gia nhập Vingroup. Bà Mai Hương Nội tốt nghiệp khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khác với các nữ tướng khác, bà Nội hiện không sở hữu cổ phiếu Vingroup. 5. Phó tổng giám đốc Dương Thị Hoàn. Bà Dương Thị Hoàn được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc tập đoàn từ tháng 8 năm 2016 đến nay. Trước đó, bà giữ chức vụ trưởng ban truyền thông tập đoàn từ năm 2007 đến năm 2016.
Bà Hoan tốt nghiệp Đại học Thương mại với bằng cử nhân và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh theo chương trình đào tạo liên kết của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền. Bà sinh năm 1973 và bắt đầu làm kế toán trưởng Vingroup từ năm 2008. Ngoài vị trí tay hòm chìa khóa tại tập đoàn, bà Hiền còn làm kế toán trưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinschool. Vị nữ tướng này cũng chỉ sở hữu 175 cổ phiếu VIC. 7. Nữ tướng VinFast Lê Thị Thu Thủy. Nổi bật trong dàn nữ tướng của Vingroup có thể kể đến Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy. Vốn là một gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh. Năm 2013, bà Lê Thị Thu Thủy được Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF bình chọn là một trong 199 lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013, Young Global Leader. Tháng 11 năm 2008, bà Thủy tham gia hoạt động tại Vingroup với tư cách là trưởng ban đầu tư của tập đoàn. Đến năm 2011, bà được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Năm 2012, bà trở thành Tổng Giám đốc Vingroup. Bà là người có những đóng góp lớn khi thực hiện nhiều thương vụ quan trọng với đối tác nước ngoài. Phát hành 100 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Vincom vào năm 2009 và 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Vingroup vào năm 2012. Vào tháng 6 năm 2017, Vingroup quyết định gia nhập thị trường ô tô và bà Thủy đã trở thành một trong những người chủ chốt chèo lái con thuyền VinFast từ những ngày đầu tiên. Đến tháng 12 năm 2021, bà Lê Thị Thu Thủy được Vingroup bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu.